Alo, Thảo nghe đây ạ. Em đang đi đâu thế? Dạ, em đang đi dạo anh ạ. Ừ, cẩn thận một tí. Không quen đường, dễ bị lạc lắm. Anh vừa gọi cho chị Chi. Cô ấy nói, em không có ở nhà. Nhớ này, đi đâu cũng phải mang theo điện thoại đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Anh ở trên đấy, anh cứ yên tâm làm việc đi. Em ở đây, em tự lo liệu được ạ. Thế em tranh thủ về, kéo chị Chi mong. Dạ vâng. Chết rồi, lúc sáng chị ấy bỏ mình ở đâu đấy nhở? Cô có sao không? Tôi không sao. Tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh. Cô không nhìn được đường à? Dạ vâng ạ. Lúc sáng tôi đi ra đây để đi dạo, nhưng mà bây giờ tôi mất phương hướng rồi, cũng không biết đường về nhà nữa. Vậy nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Đây không phải là quê của tôi. Đây là quê của chị dâu tương lai tôi. Anh tôi bận việc nên là gửi tôi về đây cho chị ấy chăm sóc. Đây, anh tôi sợ tôi đi lạc nên là có ghi địa chỉ ở trong ốp điện thoại ấy. Anh xem giúp tôi với. Tôi cũng không phải người ở đây. Hay là tôi cho cô số điện thoại, sau đấy cô mà cần ấy thì nhờ người gọi cho tôi. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi là người tốt mà. Tôi lưu rồi. Tôi tên là Việt Anh. Tôi lưu trong máy là anh Việt Anh nhá. Cô cần gì cứ gọi cho tôi. Thôi được rồi, bây giờ mình về nhá. Để tôi đỡ cô về. Chào cô. Cô có phải là Chi không ạ? Phải, là tôi. Mà anh đưa con bé đi đâu đấy? Vậy thì đúng là cô rồi. Cô ấy bị lạc đường, tôi tiện đường nên đưa về thôi. Cảm ơn nhá. Đã không thấy đường ấy thì ở yên trong nhà đi, cứ thích đi ra ngoài cơ. May mà có người đèo về cho đấy. Em... Cô không sợ cô ấy đi lạc đường rồi lỡ may xảy ra chuyện gì sao? Nhà tôi còn bao nhiêu việc phải lo đấy. Ở yên trong nhà thì không thích, cứ thích đi ra ngoài cơ. Mà tôi cũng phải là người hầu của nó đâu. Về rồi còn đứng đưa cơ đấy làm gì nữa. Đi vào trong nhà cơm nước tắm rửa đi. Anh này, tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà nhá. Không có gì đâu. Mà khoan đã, cô có thể cho tôi hỏi một chuyện tế nhị được không? Có chuyện gì anh cứ hỏi đi. Tại sao chị ấy lại khó tính với cô như thế? Anh này, anh tính bao giờ cưới? Anh đang có dự án quan trọng, chắc sang năm em có đợi được anh không? Lại phải đợi à? Thì mình cứ cưới rồi mình làm sao cũng được mà. Bao nhiêu vốn anh dồn hết vào dự án này rồi, cả căn nhà này anh cũng đã cầm cố. Anh sợ nếu thất bại em sẽ khổ thôi. Anh suốt ngày chỉ công việc, chả bao giờ nghĩ được gì cho em cả. Khi nào dự án thành công anh sẽ đền bù lại cho em mà. Anh nhớ đấy nhá. Nhất định rồi. À mà anh vẫn còn cái Thảo nữa. Nếu nó mà Yến bề ra thất rồi thì anh yên tâm hơn. Anh lo nó làm gì? Nó lớn bằng ngần đấy rồi, phải tự lo được ý chứ. Anh có đứa em gái, anh phải lo cho nó chứ. Đó là trách nhiệm của anh mà.
Alo, tôi nghe đây. Vâng, tôi là anh trai của cô ấy. Sao cô? Vâng vâng, tôi tới ngay. Anh này, có chuyện gì đây? Cái Thảo nó bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện, anh phải tới ngay. Suốt để gây ra chuyện, đúng là sao quả tạ. Anh này để em chịu vất vả rồi. Anh này, em phải trông cái Thảo thật đấy à? Căn nhà này anh đã bán để trả tiền lương cho công ty rồi. Cái Thảo anh trông cậy hết vào em đấy. Thôi được rồi, anh cứ cố gắng chăm lo sự nghiệp đi. Thua keo này ta bày keo khác. Còn cái Thảo anh cứ để em. Anh cảm ơn em. Bây giờ anh chuyển vào trong công ty sống. Một thời gian sau anh thuê lại nhà. Cái Thảo anh nhờ em chăm sóc nó nhé. Thảo này, về đấy nhớ nghe lời chị Chi nhé. Anh ơi, em có thể vào công ty sống chung với anh được không? Em hứa ấy là em sẽ ngoan. Bây giờ anh bận đi dự án, không có thời gian mà chăm sóc cho em được đâu. Nhưng mà... Thảo này, về quê ở với chị Chi một thời gian thôi. Khi nào mà anh thuê được nhà ấy, thì anh đón hai chị em lên cùng luôn. Dạ vâng ạ. Hóa ra anh trai của em là giám đốc công ty Vivu à? Anh cũng biết công ty của anh trai em ạ. Anh có nghe qua rồi. Anh có điện thoại một chút. Alo, tôi nghe đây. Được rồi, tôi qua ngay đây à? Vâng, vâng ạ. Bây giờ anh có việc phải đi rồi. Em ở nhà đi nhá, đừng đi lung tung nữa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ăn đi. Dạ, em xin ạ. Chị cũng ăn đi ạ. Ừ, chịu khó ăn rau đi nhá. Nhà này cũng chả làm ra tiền, chịu khó ăn đi. Dạ, em ăn cái gì cũng được. Bà chị ơi, em ngửi thấy mùi thịt kho, ngon quá chị ạ. Của nhà hàng xóm bay ở đây, nhà này làm gì có thịt kho. Dạ vâng. Dạ, alo. Em đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Dạ, em đang ăn cơm cùng với chị Chi. Thế anh ăn chưa ạ? Anh ăn rồi. Anh có gửi tiền cho chị Chi, nhờ chị ấy mua cái gì ngon ngon để tẩm bổ cho em rồi đấy. Em chỉ có ăn nhiều vào nhé. Alo, anh à, cái Thảo ở đây nó ngoan lắm. Em mua cho nó nhiều đồ ăn ngon lắm, anh đừng có lo nhá. Anh đang kêu gọi đầu tư. Nếu dự án này thành công, công ty anh sẽ đứng lên được. Anh sẽ sớm đưa hai chị em lên thành phố lại thôi. Em cố gắng đợi anh nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, thế hai chị em ăn cơm đi. Dạ vâng, em chào anh. Này, mày lại nói xấu tao với anh Toản có đúng không? Dạ, em không có đâu ạ. Tiền của anh mày gửi về ấy, chỉ đủ để giả cái đống bát mà mày làm vỡ, cái cửa kính mà mày đập vỡ ấy kìa. Với cả cái xe vô ý đâm vào mày nữa. Chứ làm gì có tiền để mà đi mua đồ ăn ngon cho mày đâu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Hai chị em đang ăn cơm à? Ừ, có đến em gì? Tôi đang rảnh. Tôi mới sang đây để xin chị cho phép tôi đưa Thảo đi ra ngoài một chút ạ. Lại đi chơi à? Thôi đi đi. Dạ vâng. Vậy thì tôi đi một chút rồi tôi về nhá. Đi đi, đi luôn thì cũng được. Dạ, em đi ra ngoài một chút ạ.
anh về rồi đây. Biết là em chưa ăn gì nên là anh mua cơm cho em này. Nhưng mà đừng ngại, ăn đi. Nào, anh đút cho em nào. Cơm có thịt này. Đúng rồi, ngon lắm đấy. Lâu lắm rồi em chưa được ăn thịt. Được rồi, để anh đút cho em nhé. Ngon không? Cơm với thịt ngon lắm anh ạ. Ngon đấy, thì ăn nhiều vào. Sau này ngày nào anh cũng đưa em ra đây để ăn cho thoáng nhá. Thế thì sau này ấy, mắt em mà sáng lại, nhất định em sẽ tìm anh là người đầu tiên. Thật không? Ừ. Nhưng mà anh xấu xí lắm, da anh còn đen nữa, đã thế lại còn nghèo nữa chứ. Không sao hết, sau này ấy, mắt em sáng lại, em sẽ đi làm và nuôi lại anh. Em nói thật à? Ừ. Nhưng mà em làm gì? Này, em giỏi lắm đấy. Ngày trước em là một nhà thiết kế thời trang, nhưng mà chỉ vì tai nạn nên là tạm thời mắt em không thấy gì cả. Nhưng mà không sao, trong thời gian này ấy, em đã suy nghĩ ra rất là nhiều ý tưởng. Chỉ cần khi nào mắt em khỏi, em sẽ thực hiện luôn. Em giỏi vậy cơ à? Nhưng mà em phải chờ anh trai của em xây dựng lại công ty đã, thì mới có tiền để chữa mắt cho em được. Nhất định anh trai của em sẽ thành công thôi, mắt của em sẽ sáng lại thôi. Thật không? Vì em là người tốt mà. Mà người tốt ấy thì luôn được ông trời ưu tiên, nên là em yên tâm đi. Thôi ăn đi nào. Chị Chi ơi, em về rồi. Về được là may rồi. Tôi còn tưởng nó bắt cóc cô rồi bán cô luôn đi chứ. Anh ấy là người tốt, anh ấy không phải là người ở quê, nên là anh ấy thấy em cùng cảnh ngộ, muốn đưa em đi dạo thôi. Chị đừng hiểu lầm ạ. Thế là trai thành phố à? Cái này thì em cũng không rõ nữa. Tại vì mấy lần nghe anh ấy nói điện thoại, thấy bảo là xuống đây khảo sát công trình, nhưng mà em cũng không hỏi nhiều. Khảo sát công trình à? Thế chắc là lương lậu cũng ổn nhờ? Cái này thì em không hỏi ạ. Mà thôi, em đi vào trong em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đây ạ. Thế không ăn cơm à? Em ăn rồi ạ. Trai thành phố, lại công việc ổn định, lại còn tốt bụng, chăm sóc nó gì kia. Kèo này có phải là ổn áp hơn rồi. Chị à, Thảo có nhà không chị? Thảo ấy à? Nó mù, nó đi đâu được? Vâng ạ. Mà này, anh định đón nó đi chơi đấy à? Tôi chuẩn bị lên thành phố lại rồi, nên là muốn đưa Thảo đi mua ít đồ. Thế là anh là trai thành phố thật đấy à? Dạ vâng ạ. Thảo đang ở trong nhà phải không ạ? Nhưng mà nó đi toilet, còn lâu nó mới ra. Vâng, vậy thì tôi đợi ở ngoài ạ. Mà tôi hỏi này, anh thích nó thật đấy à? Tôi chỉ đang tìm hiểu thôi. Đấy, tôi nhìn cái là tôi biết ngay mà. Đời nào dân thành phố, trai thành phố xịn như này lại đi thích cái con mù như nó. Hay là anh quen tôi đi. Sao Thảo bảo với tôi là cô là chị dâu của Thảo mà? Thì tôi là bạn gái của anh trai nó. Mà hoàn cảnh gia đình anh em nhà nó khó khăn, nên là tôi đưa nó về đây cho nó sống cùng. Chứ còn chuyện cưới xin ấy à, còn xa vời lắm. Chứ không phải là cô thấy anh trai của Thảo thất bại nên là cũng hắt hủi Thảo đấy à? Này, anh đừng có mà nghe nó nói bậy nhá. Tôi tốt tính đưa nó về đây, chăm sóc nó tận tình như thế, hắt hủi là hắt hủi thế nào? Không phải là cô dụ Thảo 5 lần 7 lần ra đường, sau đấy bỏ rơi cô ấy sao? Cái này là nó tự đi lạc, liên quan gì đến tôi? Anh trai cô ấy gửi cho cô ấy tiền ăn rất đầy đủ, nhưng mà cô chỉ cho cô ấy ăn cơm với rau, thậm chí là ăn mì tôm qua bữa, đúng không? Này, anh đừng nghe con Thảo nói mà nghĩ xấu của tôi như thế. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Người tốt tôi tự nhìn nhận ra được, cô không xứng đáng làm chị dâu của Thảo đâu. Này, anh đừng dùng mấy cái lời lẽ đấy mà đe dọa được tôi nhá. Tôi mà ra tay ấy
là Thảo của anh không được sống yên ổn đâu. Ồ. Anh Việt Anh tới rồi đấy à? Thảo, Thảo, anh đây. Không có Việt Anh gì hết. Mày mà bước chân ra khỏi cửa nhà ấy thì đừng có trách. Này, cô có quyền gì mà cấm cản chúng tôi chứ? Tất nhiên là có quyền chứ. Chị ơi, không biết là anh Việt Anh có lỡ lời gì không ạ? Nhưng mà anh Việt Anh là người tốt đấy chị ạ. Tốt với mày, chứ không tốt với tao. Thôi, kệ chị ra đi. Anh đưa em đi. Đứng lại đấy. Anh về đây mà xem này. Em không nói nổi cái Thảo nữa rồi. Bây giờ cứ thích đi đeo trai thôi. Tỉnh tớ lắm. Anh phải cẩn thận ấy. Kẻo không vác cái bụng bầu về lại khổ ra. Anh ơi, em không phải như thế đâu ạ. Bảo nó ở nhà ngay cho anh. Dạ vâng, thì để em nói nhỏ nhẹ, khuyên răn nó, xem nó có nghe không. Đấy, mày thấy chưa? Tao không có quyền, nhưng mà mày cứ thử bước chân ra khỏi cái nhà này, nửa bước xem thế nào. Anh Việt Anh, anh đi về đi, từ nay anh đừng tới tìm em nữa, đi đi. Dám chống lại tao. Này em đi chợ về đó à? Cơm, thấy tôi còn hỏi. Thì anh tính bắt chuyện hỏi chơi chơi mà. Vẫn còn đánh đá như xưa nha. Tính nóng như kem á. Thế không lẽ hiền hiền để mấy người khác bắt nạt à? Thôi được rồi, bây giờ nè, anh vào thẳng vấn đề luôn nhé. Anh nghe bảo đó là nhà em có cô em xinh gái lắm đúng không? Với lại ở thành phố mới về hả? Này, đừng bảo là anh để ý con mù ấy nhá. Thì anh thấy đó, nó hợp khẩu vị của anh. Với lại tính hỏi em á, giá cả ra sao? Ông anh vẫn thẳng tính như xưa nhở. Nhưng mà cái kèo này ấy, không đổi trác được rồi. Sao vậy? Anh đang có hứng đấy. Em đừng làm anh mất hứng nha chưa. Mất hứng gì đâu. Cái con đấy là em của chồng sắp cưới của em đấy. Ông anh của nó quý nó như vàng ấy. Mất mẻ hay sứt mẻ một miếng ấy, chồng của em nó quạc cho đấy. Cái gì? Em cũng có chồng sắp cưới á? Tất nhiên rồi. Thế thì 200 triệu em thấy sao? Cái gì? 200 triệu cơ? Đúng rồi. Em lấy số tiền đó đó, em đi tu sửa lại nhan sắc thì có khối thằng đại gia theo. Việc gì em phải lo chuyện bao đồng thế? Này, ông anh trúng số với cả trúng tiếng sét ái tình hay sao mà ra giá khét thế? Con mắt của anh á, đâu phải để trưng đâu. Em hiểu. Hiểu là tốt rồi. Vậy nhất trí thế nha. Nhất trí. Này, ở yên trong nhà đây. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mà chị đi sớm rồi chị về sớm nhá. Anh mày có gọi điện ấy thì bảo là tao đi chợ rồi, biết chưa? Dạ vâng. Alo, anh Việt Anh à? Ừ, anh đây. Em tìm gọi anh được à? Hôm trước ấy, em có cài đặt riêng số của anh với lại anh trai em. Nếu mà không phải gọi cho anh ấy thì sẽ gọi cho anh trai em thôi. Em giỏi lắm. Anh vừa xuống sáng nay. Chút nữa em ăn gì không? Anh mua em sang. Dạ thôi, chị ở nhà. Em sợ lắm. Không sao đâu. Chút nữa anh có bất ngờ cho em. Thế nhá. Dạ vâng, chị Chi cũng mới ra ngoài rồi. Nếu mà được ấy thì anh qua luôn nhá. Ừ, anh biết rồi. Khiếp, không biết là bất ngờ của anh ấy cho mình là gì nữa. Vừa mới bảo là anh đang qua, thế mà đã tới rồi. Chẳng lẽ đây là bất ngờ của anh sao? Sao hôm nay anh lạ thế? Anh chẳng nói gì cả. Anh làm sao đấy? Ơ,
anh làm cái gì đấy à? Này, anh làm cái gì đấy? Anh không phải là anh Việt Anh. Anh không phải là anh Việt Anh. Thả tôi ra. Anh là ai á thì vào cuộc hưởng thụ đi rồi em sẽ biết. Anh Việt Anh, cứu em. Anh Việt Anh. Thôi, em có sao không? Đồ khốn, cô đang làm gì với em gái tôi vậy? Em... À, anh Thoại, anh nghe em giải thích đã. Không nói nhiều nữa. Tống bộ họ lên đồn anh ạ. Cô Chi, chuyện này là sao? Cô đang làm gì với em gái tôi vậy? Hai người dám thông đồng với nhau để cưỡng bức Thảo. Sau đấy, còn quay video đổi trụy để phát tán lên cộng đồng mạng. Tội của hai người, mọt gồng đấy. Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Anh Toàn của em cũng về rồi, ổn cả rồi. Anh Toàn, anh tha cho em với. Coi như là em chót dại lần đầu. Coi như vì công của em chăm sóc Thảo, anh có thể bỏ qua cho em lần này được không? Cô còn nói được câu như vậy à? Vì cô mà em gái tôi mới ra nông nổi như vậy đấy. Cô còn mở mồm ra mà nói như vậy được. Là anh ta dụ dỗ Thảo, còn nói xấu em. Chắc chắn là anh ta đã nói xấu em với anh rồi phải không? Anh đừng có tin lời anh ta. Cô im đi. Đây là cậu Việt Anh, chủ tịch công ty FVM. Cậu ấy đã giúp tôi gây dựng được công ty. Còn cô đã làm gì với em gái tôi vậy? Anh Toàn ơi, em biết sai rồi. Anh tha cho em với. Anh giao con bé cho em, nhờ em chăm sóc. Còn Thảo này, em sang đấy cứ yên tâm mà điều trị. Mọi việc ở nhà có anh lo rồi. Em biết rồi ạ. Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nhớ là phải liên lạc thường xuyên với em đấy. Anh yên tâm đi, em hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Thảo. Em đã tìm cho Thảo bác sĩ giỏi nhất rồi, nhất định cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Còn Thảo này, sau khi khỏi mắt, em nhớ giữ lời hứa là chăm sóc anh cả đời đấy nhá. Thôi được rồi, hai đứa đi đi, kẻo muộn mất. Dạ vâng ạ, em chào anh. Mình đi thôi.